Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 20 giờ 50 phút ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023. Báo cáo để các thượng đế được vui cây bụng. 5 cuốn băng cassette đã nằm yên ở trong thùng xốp này rồi. Chỉ có đợi giờ đẹp là lên đường thôi. Địa chỉ tới hẻm 3, tổ 9, ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Băng cassette này hiện tại mình đang có trên 1.000 cuốn nhá. Trên 1.000 cuốn chứ không phải 100 với 200 cuốn nữa. Còn 4 cuốn băng cassette loại băng cũ tổ Maxen UD2 thâu xong rồi. Đấy, thế nhưng mà đang đợi thượng đế cho địa chỉ thì để ngày mai gửi. Thượng đế cứ bảo là mình cho địa chỉ để đến nhà lấy, nhưng mà ngày mai thì mình lại đi Sài Gòn lấy hàng rồi. Đấy, thì bốn cái cuốn băng kia chưa có địa chỉ nên chưa thể báo cáo được. Còn bây giờ video này mình thực hiện test hoạt động của chiếc đài Sharp Commodore GF319Z. Đã có một video để mời các thượng đế soi nội thất bên trong rồi. Chiếc đài này mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt, đó là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Chiếc đài này đã được một người thượng đế ở tỉnh Hải Dương, ngài đã Trần Văn Chốt. Ngài ở địa chỉ số 27 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngài thượng đế này và ngài thượng đế này cũng đủ tiêu chuẩn để biểu dương, vì hai thượng đế này đã Trần Văn Chốt và các thượng đế cũng đã thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc nhá. Băng chưa có thì đương nhiên là phải cho băng vào thì nó mới ra tiếng được. Bây giờ tờ ua tua. Tờ ua tua thì bao giờ cũng gắn liền với tờ y tít. Loa này nói, loa này không được phép nói. Loa này nói, loa này lại không được phép nói. Ở đây này, đây nó có cái khớp kia này. Để ở giữa là hai loa đều nói nhá, đây này. Đấy. Để ở giữa này thì hai loa đều nói và nói cân. Đấy, chứ để như này hai loa cũng được nói, nhưng bên to bên bé, hoặc là để như thế này, bên to bên bé là cái này này. Đấy, phải để ở giữa này hướng 12 giờ này. Này, volume này. Xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian, để đêm khói thuốc tay và tìm nhau thấy gần. Mù trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây như cả người.
những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dẫn em về vùng ngoại ô có cỏ bóng mây. Ở đây em vắng thương người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương răng lối cỏ khoai. Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đang đâu chân tròn đường tìm bước mòn, sợ khi người đi để thương để nhớ thiên yêu đường ai nở tối từ đường hành con nắng cháy ra người vui vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bầy nhân gian để đêm khói thuốc cây vàng tìm nhau thấy gần mùa trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ mây như cả người cái tạm dừng này này nó vẫn tạm dừng nhưng mà nó không giữ được, bỏ tay ra là nó gì ngay này. Đấy. Giờ chuyển sang test radio nhá. Bắt đầu xuất phát từ 88 này. Trước tiên cho anh có những lời chia sẻ trên sóng là lắm cái đài là cứ phải sờ tay vào đây này. Đấy, lúc giờ sóng cứ phải sờ tay vào đây thì nó mới nét. Đấy, lắm cái đài là phải để ý đấy nhá, không lợi là gì đấy, là hỏng hết bánh kẹo đấy. Những cái lời này thì những ai còn mẹ, còn cha thì cố gắng lên. Đây bản đài của bản. Anh về lúc này vẫn chưa muộn. Nhân đây tôi xin thông báo cho anh được biết, quán karaoke của ông Tầm gửi cho bà Kim Chi sẽ phải chấm dứt hoạt động ngay từ ngày mai vì có những hành vi cờ bạc, mại dâm, nghiện hút. Và anh, chúng tôi sẽ giúp anh chuộc lại ngôi nhà này. Anh Vũ, tôi xin cảm ơn anh ạ. Không sao, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Khoa. Dạ. Từ nay mắt sẽ là một chuyên mục mà các bạn vô cùng mong đợi. Giờ đây em sitaro rồi này. Giờ đây em sitaro rồi. Đấy. Đấy. Vừa qua có nhiều trường hợp bà con tự chữa bệnh hoặc làm theo bác sĩ Google, bác sĩ TikTok dẫn đến hết rồi. Từ về điện thoại có view về bác sĩ 24 thường trực trên điện thoại là đã có hàng ngàn bác sĩ trợ giúp bất cứ lúc nào. Nếu có vấn đề về sức khỏe trong trường hợp gấp gáp hoặc không thể tới bệnh viện, bà con sử dụng ngay ứng dụng VOV Bác sĩ 24 để được tư vấn khám chữa bệnh trực tiếp bằng hình ảnh từ các giáo sư, bác sĩ giỏi trên toàn quốc. Sức khỏe quý hơn vàng, xin bà con hãy coi trọng sức khỏe của mình. VOV Bác sĩ 24, tận tâm vì sức khỏe người Việt.
Đây bản này nó bé lắm. Về tới đầu làng đấy, con chim sáu. Nghe này quen thuộc, nghe sướng lắm. Đấy. Hết thông dân, em 92,5 MHz. Thành phố thông minh bình. Kiến tạo tương lai bền vững. Dạ. Nhịp sống đương đại. Nhịp sống đương đại. Đến với chương trình Nhịp sống đương đại của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, chúng tôi là Hoàng Hiếu và Ngọc Nhi, rất vui đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút phát sóng. Phan về giao thông, những người thân bên cạnh mình. Còn bây giờ như lời đã hứa sẽ có một ca khúc dành tặng cho thính giả kết nối trực tiếp cùng với chúng ta ngày hôm nay, bài hát Con còn có mẹ, một sáng tác của Nhật Phương với tiếng hát của ca sĩ Hồng Quyên. Hãy VOV giao thông đấy. Thôi xin phép dừng clip ở đây để bọc ni lông, để đóng vào thùng xốp để mai gửi đi. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Xie xie.